trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói tới một cái đề tài là vinh danh người phụ nữ trong thời chiến nhân ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì trước mặt chúng ta đây là một hình ảnh rất nổi tiếng trong cuộc chiến năm 1979, là một người nữ bộ đội ôm một em bé 3 tuổi, thưa quý vị, ở mặt trận phía Bắc. Có thể nói rằng đây là một bức ảnh mà tượng trưng cho sự bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền được sống của một em bé 3 tuổi. Và cô nữ tiểu đội trưởng tiểu đội vận tải là người trong bức ảnh này. Cô thuộc sư đoàn 346 quân khu 1. Thì bức ảnh này được chụp bởi nhà báo nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường, sinh năm 1935. Thì vài ngày sau khi mà quân Bắc phương xâm lược, nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới của Việt Nam, trong đó có Cao Bằng, thì nhà báo nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường đã chụp nhanh một bức ảnh lịch sử mà chúng ta đang xem trên màn hình, ghi lại cảnh một cô bộ đội bế một em bé ở đầu cầu, cầu Tài Hồ Sình, xã Thạch Bằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Thì bức ảnh nổi tiếng này được ông Thường chụp vào ngày 24 tháng 2 năm 1979. Sau đó thì nó được đem đăng ở báo Quân đội Nhân dân cuối tháng 2 năm 1979, kèm theo dòng chú thích: mẹ của em bé không phải, mẹ của em bé bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24 tháng 2 năm 1979, và đây là cô bộ đội đã cứu em. Thì có thể nói bức ảnh này đã ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ giữa tình quân dân trong cuộc chiến vệ quốc bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, đồng thời cũng đã gây xúc động mạnh mẽ khi mà nói lên sự tàn khốc của cuộc chiến. Ở thời điểm này thì tác giả Trần Mạnh Thường cũng không biết cô bộ đội tên gì và em bé tên gì. Nói chung là trong một cái khoảnh khắc của chiến tranh, phóng viên chiến trường chụp được bức ảnh nào thì đăng lên, thưa quý vị. Thì mãi sau 37 năm thì qua sự kết nối của nhà báo Mai Thanh Hải, thì câu chuyện về cô nữ bộ đội cầm súng AK bồng em bé mới dần được kể lại, và đã có những cuộc hội ngộ trong nước mắt, trong niềm xúc động và hạnh phúc của những người là nhân chứng của ngày lịch sử bi thảm về cuộc chiến khốc liệt giữa quân dân Cao Bằng chống lại sự xâm lược, thưa quý vị. Thì theo lời kể của cô Bùi Thị Mùi, tức là nữ tiểu đội trưởng tiểu đội vận tải của sư đoàn 346, thì sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc bắt đầu ào ạt nã pháo vào Cao Bằng và mở đường cho 32 xe tăng và bộ binh tràn vào đánh phá giết chóc người dân ở các bản làng dọc biên giới. Khi đó thì cô bé Hoàng Thị Thu Hiền 3 tuổi được mẹ là bà Hoàng Thị Phiến chở và hòa vào dòng người chạy về xuôi Nam để chạy giặc, thưa quý vị. Thì xe tăng và lính Trung Quốc đã tấn công, và sau đó thì mẹ và cô bé Thu Hiền được mẹ luồn rừng di chuyển qua nhiều địa điểm như xóm Nà Sa, xóm Cao Bình, thị xã Cao Bằng, xã Bình Dương. Đến tối ngày 21 tháng 2 năm 1979 thì bà mẹ Hoàng Thị Phiến dự định mang bé Thu Hiền đi tắt qua cường để tránh các điểm đã bị quân Trung Quốc chiếm đóng.
rồi về lại khu vực Tài Hồ Sình. Thì khi đến gần khu vực Tài Hồ Sình thì bị lính Trung Quốc phát hiện xả súng bắn bị thương ở đùi. Thì hai mẹ con đã ngã xuống rãnh nước ở gần ngã ba Bản Tấn. Thì một ngày sau đó, rất may mắn là bé Thu Hiền 3 tuổi cùng mẹ bị thương nặng đã được một nhóm 6 chiến sĩ bộ đội trinh sát đã phát hiện và đã cõng mẹ của bé cùng em bé Hiền đi về tuyến sau, thưa quý vị. Thì trên đường di chuyển về tuyến sau thì cô bé 3 tuổi Thu Hiền đã được giao cho một cô tiểu đội trưởng, tiểu đội nữ bộ đội vận tải, đó chính là cô bộ đội Bùi Thị Mùi, thưa quý vị. Thì theo lời kể của bà Mùi thì mẹ con bà Hiền bị thương rất nặng, máu đầm đìa khắp người và cháu gái đã ngất lịm khi mà được một vị bộ đội trao lại cho bà bé. Thì có thể nói rằng 6 người chiến sĩ trinh sát cùng với bà Mùi đã luồn rừng qua xã Bình Dương Hòa An, và theo đội hình chiến đấu thì mỗi người cách nhau 5 mét, không được nói to tiếng và phải luồn rừng để tránh các điểm chốt giữ của lính Trung Quốc. Có thể nói rằng về thời khắc đó rất là ác liệt. Thì 6 người bộ đội cùng với bà Mùi này đã căn cứ vào tiếng súng của dàn hỏa tiễn H-12 của Trung Quốc bắn sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Thì nơi nào có tiếng nổ là nơi đó là hướng bộ đội Việt Nam, còn nơi nào mà đồng pháo lóe lên là hướng của Trung Quốc. Và 6 người cùng với bà Bùi Thị Mùi đã tìm mọi cách rút lui về tuyến sau. Thì có thể nói rằng theo lời kể của bà Bùi Thị Mùi thì cuộc chiến đấu chống lại quân Trung Quốc lúc bấy giờ rất khốc liệt, dai dẳng, hỗn loạn và rất nguy hiểm. Thì có thể nói là cả sư đoàn 346 lúc đó rất vất vả để chống trả, nhiều đơn vị đã có những sự hy sinh mất mát lớn lao. Các liệt sĩ thì cũng đã được gọi là di tản về tuyến sau cùng với thương binh, thưa quý vị, và các đơn vị đã được lệnh tùy nghi rút lui để bảo toàn lực lượng. Thì theo tác giả Trần Mạnh Thường nhớ lại thì ông đã gặp cô bộ đội bế em bé vào lúc sáng ngày 24 tháng 2, đi cùng với một người phụ nữ bị thương nặng. Thì ông chỉ chụp vội, cũng không kịp hỏi tên và cũng không hy vọng là gặp lại hai người trong bức ảnh. Thì có thể nói rằng lúc đấy ông cũng tưởng nhầm là mẹ của em bé đã chết, nhưng mà thật ra thì mẹ của em bé đã được bộ đội cứu sống sau này, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng bức hình của một nữ bộ đội cầm AK với gương mặt tươi sáng, không hề lộ vẻ sợ sệt, và ôm một em bé 3 tuổi ngay giữa mặt trận khốc liệt đã dấy lên một cái sự xúc động rất lớn lao trong rất nhiều năm, thưa quý vị. Thì sau đó câu chuyện của bà Bùi Thị Mùi đã được xuất ngũ và bà lập gia đình với ông Nguyễn Thanh Long ở Phú Thọ, nhưng mà hai vợ chồng thì không có con. Và thật là không may, vào tháng 3 2015 thì trong lúc vào rừng lấy củi, bà bị cây ngã đổ đè trúng người và bị đa chấn thương, và từ đó thì bà phải ngồi xe lăn. Thì sau 37 năm tìm kiếm thì bà Bùi Thị Mùi, tức là cô bộ đội tiểu đội nữ,
tiểu đội trưởng và em bé Hoàng Thị Thu Hiền đã được hội ngộ. Thì cô bé Thu Hiền lúc này là đã trên 40 tuổi và là cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Còn bà Bùi Thị Mùi thì đã về xã ở Phú Thọ, thưa quý vị. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ trùng phùng đã được diễn ra và có thể nói là rất là xúc động. Và cuối năm 2020 thì tác giả Trần Mạnh Thường đã ra mắt một cuốn sách với 110 bức ảnh về cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979, thưa quý vị. Thì có thể nói là kết thúc rất có hậu đối với bà Bùi Thị Mùi. Vì bà không có con cho nên bà nhận cô Hoàng Thị Thu Hiền là con nuôi của mình, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng bức ảnh này đã gây xúc động rất nhiều năm, và có thể nói rằng đã nói lên một cái sự hy sinh lớn lao của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.